Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tây Bắc Chuyển động phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình ngày hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Hiệu quả chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở Điện Biên. Sơn La chuyển đổi số vì sự phát triển của phụ nữ đồng bào dân tộc. Yên Bái nâng tầm giá trị sản phẩm cốm Tu Lệ. Cuối chương trình sẽ là những thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, với sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước, nhiều chương trình dự án giúp đồng bào dân tộc thiểu số giảm nghèo bền vững đã được triển khai trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Trong năm 2024, tổng nguồn vốn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên được phân bổ để triển khai các chương trình dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số là gần 191 tỷ đồng. Huyện đã tập trung ưu tiên triển khai thực hiện các công trình thiết yếu như giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, nước sinh hoạt, giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ sinh kế cho người dân. Cùng với đó là triển khai các chương trình vay vốn tín dụng ưu đãi giúp đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội tăng gia sản xuất. Từ các dự án, chính sách được triển khai kịp thời hiệu quả, đến nay, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn huyện Điện Biên đạt 41 triệu đồng trên một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 7%, giảm 4,1% so với năm 2021. Thời gian qua tại tỉnh Lai Châu, dịch vụ vận tải phát triển cả về số lượng, chất lượng, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa. Hiện Lai Châu duy trì ổn định 80 tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô, trong đó có 12 tuyến nội tỉnh và 68 tuyến liên tỉnh và một tuyến vận tải hành khách định kỳ Lai Châu của Việt Nam, Kim Bình của Vân Nam Trung Quốc. Trên địa bàn tỉnh có 13 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách với 168 phương tiện và 25 đơn vị thuộc các tỉnh bạn, 4 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi. Hệ thống vận tải hành khách này không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện nhanh chóng mà còn tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các khu vực trong tỉnh, kết nối Lai Châu với các tỉnh bạn, góp phần thúc đẩy kinh tế, thương mại và du lịch. Tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, trong ngày 30 tháng 9 và ngày 1 tháng 10, đã có mưa to đến rất to, làm một số địa điểm trên các tuyến đường bị sạt lở, khiến cho hàng trăm du khách và người dân bị mắc kẹt. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, lực lượng chức năng, chủ động là lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã kịp thời có mặt tại hiện trường để kịp thời ứng cứu. Đến nửa đêm ngày 30 tháng 9 đã hỗ trợ hơn 100 du khách, người dân và 30 phương tiện ra khỏi khu vực sạt lở. Để đảm bảo an toàn cho du khách và người dân, lực lượng cảnh sát giao thông đã đặt biển chỉ dẫn cảnh báo, căng dây cảnh báo, lập chốt chặn, đồng thời tiến hành tuần tra trên các trục đường để hỗ trợ kịp thời cho người dân, du khách và bố trí cán bộ chiến sĩ trực sẵn sàng ứng cứu. Khi thiên tai xảy ra, trẻ em luôn là nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất do tính dễ tổn thương về thể chất và tâm lý. Do vậy, việc tăng cường lồng ghép, giáo dục kỹ năng phòng chống thiên tai cho trẻ em tại trường học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, trong đó có huyện miền núi Thanh Sơn là rất cần thiết. Thanh Sơn là huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ, với địa hình nhiều sông suối, thường bị chia cắt vào mỗi mùa mưa lũ. Do vậy, hàng năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã ra soát chỉ đạo các nhà trường thường xuyên tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng phòng chống thiên tai đuối nước cho học sinh trong các môn học như địa lý, giáo dục công dân, hoạt động trải nghiệm. Trước những diễn biến ngày càng phức tạp khó lường của các loại hình thiên tai, việc tăng cường giáo dục kỹ năng phòng tránh, bảo đảm an toàn cho trẻ em cần sự chung tay vào cuộc của cả gia đình, nhà trường và xã hội. Từ đó sẽ góp phần giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai gây ra. Thưa quý vị và các bạn, thay đổi tổng thể và toàn diện về cách sống, cách làm việc, phương thức sản xuất truyền thống bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin dựa trên các nền tảng công nghệ số tạo ra hiệu quả đột phá trong mọi hoạt động xã hội và công tác phụ nữ. Đó là kết quả mà Khối Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La đã đạt được nhờ ứng dụng hiệu quả công tác chuyển đổi số theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ. Những năm gần đây, công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Yên tổ chức tập huấn, triển khai hiệu quả
về học tập kinh nghiệm trên các trang báo mạng và ứng dụng Facebook, Zalo đã được chị em phụ nữ xã ứng dụng hiệu quả vào mọi hoạt động trong đời sống xã hội. Thời gian qua, cái ứng dụng công nghệ thông tin về xã Gia Phù, đầu tiên điều khẳng định tốt nhất là về giữ gìn phát triển nông thôn mới. Thứ hai là công tác hội, khi mà ứng dụng công nghệ thông tin, chị em rất hưởng ứng và phát huy hết các khả năng của ứng dụng thông tin để trong công tác hội, để phát triển kinh tế, các mô hình ngôi nhà xanh, câu lạc bộ mẹ chồng nàng dâu và 503 sạch. Với các hoạt động và ứng dụng thông tin, khi mà nắm thông tin hai chiều giữa ban chấp hành hội phụ nữ xã với các chi hội thì luôn có những hình ảnh và những trao đổi qua những nhóm Zalo, Facebook. Tại các chi hội phụ nữ, phần lớn chị em phụ nữ làm nông nghiệp, trình độ dân trí còn hạn chế. Song từ khi chi hội triển khai các nội dung trong chương trình Phụ nữ chuyển đổi số đã giúp chị em phụ nữ ứng dụng công nghệ thông tin trong cuộc sống. Bên chăn nuôi trồng trọt thì cũng học được rất là nhiều cái kỹ thuật để trồng trọt để có hiệu quả, đạt cái năng suất cao và bán hàng. Còn bên một số chị em thì buôn bán kinh doanh cũng đã đăng lên cái mạng xã hội để bán được hàng và bán được rất là nhiều đơn hàng. Công nghệ thông tin thực sự là đi vào cuộc sống từng chị em trong chi hội. Mặc dù điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, trình độ còn hạn chế, song nhờ sự quyết tâm triển khai, chị em hội viên phụ nữ huyện Phú Yên đã bắt kịp xu thế, có những hoạt động hiệu quả, thiết thực trong việc ứng dụng vào cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thưa quý vị và các bạn, khi những thửa ruộng bậc thang ngả màu vàng của lúa chín, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái lại nô nức tiếng cười, tiếng nói, tiếng dạo cốm của các bà, các chị. Cốm Tú Lệ không chỉ nổi tiếng tại địa phương mà đã trở thành thương hiệu, là món quà quý được nhiều du khách trong nước và quốc tế biết đến. Để nâng cao chất lượng sản phẩm cốm của gia đình, theo phương thức sản xuất kinh nghiệm từ hơn chục năm nay, thì cốm phải được sản xuất trong ngày. Từ 5 giờ sáng, hai vợ chồng chị Hoàng Thị Minh, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn đã ra ruộng cắt từng đồng lúa khi còn ngậm sữa. Lúa non sau khi cắt, tuốt sẽ được đãi qua nước và cho vào rang, rồi để nguội, đem tách vỏ đi giã. Cốm thì muốn đi cắt thì phải đấy từng bông, điều hạt để cắt từng bông điều nhau. Về nhà thì về tốt ra xong là bề lái nước cho nó hạt bẹ hạt đẹp ra xong là về nhà là rang xong là đi bóc tách về là lại giá một hai lần cho nó sạch sẽ xong là mới bán được sản phẩm ạ. Từ xa xưa, so với các loại cốm khác, cốm Tú Lệ ngon hơn hẳn bởi hương thơm và độ dẻo. Cốm có vị ngọt đậm đà, béo ngậy, khiến cho những ai đã từng thưởng thức đều không thể quên. Mặc dù công việc làm cốm đầy vất vả và không đem lại nhiều giá trị kinh tế, nhưng người dân Tú Lệ luôn duy trì thực hiện nó vì giá trị tinh thần. Đây là lần đầu tiên tôi ăn cốm Tú Lệ. Màu sắc của cốm rất đẹp, ăn thì ngon, tôi rất thích. Năm nay em cũng mua ăn, em cảm thấy rất là ngon và rất là chất lượng. Cái thứ nhất là nó sạch sẽ, nó là làm tự nhiên từ lúa non. Hiện người dân tại các thôn bản trong xã Tú Lệ đều sản xuất cốm. Để xây dựng chuỗi liên kết cho sản phẩm cốm Tú Lệ, đến nay trên địa bàn xã đã có hợp tác xã dịch vụ Tú Lệ liên kết với một số doanh nghiệp để đảm bảo chất lượng đưa ra thị trường, bao tiêu thụ sản phẩm cốm cho nhân dân. Vừa rồi thì doanh nghiệp cũng tham gia cái hội thảo của bên Sở Khoa học Công nghệ về làm cái nhãn hiệu cho sản phẩm cốm. Thì hôm vừa rồi thì tôi trực tiếp là người tham gia cái chương trình hội thảo đó và tôi cũng đã góp ý vào các quy trình và để làm ra cái thành phẩm cốm và cái khâu bảo quản để làm sao mà giữ được cốm nó không bị hỏng khi trong cái khâu mà quá trình vận chuyển. Ngày nay cốm đã trở thành biểu tượng văn hóa của Tú Lệ. Giá trị, chất lượng ngày càng nâng cao sẽ giúp người dân gắn bó với nông nghiệp, mở rộng diện tích, giữ gìn giống lúa nếp tan bản địa, phát triển tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Gắn với làng nghề truyền thống,
theo hướng bền vững, làm nên thương hiệu của mảnh đất vùng cao Yên Bái. Dự báo thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 10 năm 2024. Tỉnh Lào Cai trời nhiều mây, đêm về sáng có mưa to và dông, vùng núi trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Tỉnh Lai Châu đêm về sáng có mưa vài nơi, có nơi mưa to, vùng núi trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Tỉnh Điện Biên trời nhiều mây, gió nhẹ, đêm về sáng có mưa vài nơi, vùng núi trời mát, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tỉnh Sơn La sáng có mây vài nơi, đêm có mưa vài nơi, vùng núi trời mát, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Tỉnh Yên Bái trời nhiều mây, đêm về sáng có mưa vừa, có nơi mưa to, vùng núi trời mát, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tỉnh Hà Giang trời có mây vài nơi, đêm về sáng có mưa vừa mưa to, vùng núi trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Tỉnh Tuyên Quang sáng trời nhiều mây, gió nhẹ, rải rác có mưa vừa mưa to, vùng núi trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Tỉnh Phú Thọ trời nhiều mây, gió nhẹ, đêm về sáng có mưa vừa mưa to, vùng núi trời mát, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về thời tiết đã khép lại chương trình Tây Bắc Chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.